Hôm qua kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Bùi Bảo Ngọc, 31 tuổi, ngụ xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, 16 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, Ngọc từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích, chưa được xóa án tích. Năm 2018, do mâu thuẫn nên Ngọc bị một nhóm người đánh hư mắt phải, từ đó Ngọc nuôi ý định trả thù. Khuya ngày 24 tháng 11 năm 2020, Ngọc đang ngồi nhậu với hai người bạn tại một quán nhậu ở xã Cửa Dương, thì thấy anh Võ Tấn Quân và anh Trần Quang Lập đang ngồi nhậu ở bàn bên cạnh. Có đặc điểm giống với người đã đánh Ngọc bị hư mắt trước đó. Tức giận, Ngọc lấy cây dao bấm trong túi quần ra, rồi bất ngờ đâm vào cổ Quân một nhát. Lập bỏ chạy thì bị Ngọc đuổi theo, đâm trúng một nhát vào lưng. Mặc cho hai nạn nhân nói chưa từng quen biết Ngọc, hậu quả Lập tử vong tại bệnh viện, còn Quân bị thương nặng. Khi biết Lập tử vong, Ngọc đến công an huyện Phú Quốc, nay là công an thành phố Phú Quốc đầu thú. Ngoài mức án 16 năm tù, Ngọc còn bị buộc bồi thường cho gia đình bị hại trên 240 triệu đồng và cấp dưỡng con của nạn nhân đến năm 18 tuổi.